Khẩu trang y tế, nước rửa tay loạn giá, cháy hàng vì virus corona. Hà Nội loạn giá khẩu trang y tế, nước rửa tay, nhiều cửa hàng thuốc tây ở thành phố Hồ Chí Minh treo biển hết hàng. Ở Đà Nẵng, giá hai mặt hàng trên cũng tăng vùng vụt trước nỗi lo lắng về dịch bệnh viêm phổi virus corona. Dịch viêm phổi cấp chính là thủ phạm đứng đằng sau cơm sốt khẩu trang và nước xịt tay khử trùng, vốn là hai vật dụng được giới y khoa khuyến cáo cần sử dụng để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona ở nơi đông người. Các khẩu trang này được bày tràn lan ngoài cửa tiệm với giá từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng một hộp ở thành phố Hồ Chí Minh. Một vài khảo sát tại Hà Nội, nhiều cửa hàng thuốc, khẩu trang y tế và các dung dịch sát khuẩn, nước muối đều trong tình trạng khan hàng. Hiệu thuốc lớn bậc nhất trên đường Trần Phú, Hà Đông cũng chỉ còn lại vài hộp nhưng với giá khá là cao, với khẩu trang y tế thông thường lên tới 120.000 đồng một hộp. Trên đường Phương Mai, gần bệnh viện Bạch Mai, nhiều nhà thuốc đông nghẹt người, nhiều người lùng mua khẩu trang N95 vì được quảng cáo là chống virus corona. Một vài người cho biết hộp khẩu trang y tế có giá lên tới 150.000 đồng, còn lọ rửa tay khô lên tới 280.000 đồng. Khẩu trang N95 được nhiều người lùng mua khi khan hàng phải chịu mức giá chát lên tới 150.000 đồng một hộp và nước rửa tay khô là có giá 150.000 đồng một lọ và chỉ còn một lọ duy nhất. Ngày thường, các sản phẩm này có giá từ khoảng 60.000 đồng đến 70.000 đồng một hộp khẩu trang. Dược sĩ bán hàng ở đây cho biết nhu cầu của người dân mua tăng khá cao nên cháy hàng, nhiều nhà thuốc đặt mua ở điểm bán sỉ cũng khan hàng nên giá tăng cao. Mặc dù khẩu trang tại các hiệu thuốc có hiện tượng sốt giá, tăng giá và khan hàng, nhưng tại các siêu thị, khẩu trang và nước súc miệng vẫn còn nhiều hàng với mức giá ổn định. Nhân viên đổ xô mua khẩu trang phòng chống virus corona, mỗi người chỉ được mua một hộp. Sáng ngày 31 tháng 1, sau thông tin phát hiện 3 trường hợp công dân Việt Nam mắc bệnh viêm phổi do virus corona gây ra, nhiều người dân thành phố Vinh, Nghệ An đổ xô đến các hiệu thuốc, cửa hàng vật tư y tế để mua khẩu trang, dung dịch rửa tay khô. Sáng ngày 31 tháng 1 tại các tiệm thuốc, cửa hàng vật tư y tế lớn xung quanh bệnh viện Cửa Đông chật kín cảnh người đến hỏi mua khẩu trang y tế dung dịch rửa tay. Nhiều người chen chúc dành nhau mua khẩu trang vì sợ hết hàng. Tại các tiệm thuốc, cửa hàng vật tư y tế, khẩu trang là mặt hàng bán chạy nhất, có giá từ 40.000 đồng đến 80.000 đồng một hộp tùy loại. Dung dịch rửa tay khô từ 120.000 đồng đến 140.000 đồng một hộp. Đà Nẵng cháy hàng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn dù chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào. Dù Đà Nẵng chưa có ca nhiễm bệnh virus corona nào chính thức được xác nhận, tâm lý đề phòng dịch bệnh của người dân đang rất cao. Trên đường phố, hình ảnh người dân đeo khẩu trang y tế di chuyển rất phổ biến, giá bán cũng đội cao hơn ngày thường rất nhiều lần, hầu hết các nhà thuốc đều cháy hàng. Tại một nhà thuốc gần bệnh viện Đà Nẵng, quản lý nhà thuốc cho biết chỉ còn vài cái khẩu trang loại N95 với giá 45.000 đồng một cái. Những loại khẩu trang y tế khác và nước sát khuẩn được bán sạch trong những ngày Tết. Người này cho biết đến bác sĩ đi mua khẩu trang y tế loại thường cũng phải chi 165.000 đồng một hộp, dù bình thường loại này chỉ có 30.000 đồng một hộp. Nguồn khẩu trang không đủ đáp ứng nhu cầu quá cao khiến nhiều người đến rồi lại ra về tay không. Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, do nhu cầu sử dụng khẩu trang, các sản phẩm sát khuẩn tăng đột biến nên dẫn tới hiếu hàng, sẽ ra hiện tượng găm hàng, tăng giá. Tổng cục Quản lý thị trường vừa có văn bản chỉ đạo tới các đơn vị trực thuộc xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe người dùng để phòng chữa bệnh. Các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa dịch bệnh của virus corona để sản xuất, kinh doanh, buôn bán vận chuyển hàng hóa giả là hàng hóa dùng để phòng chữa bệnh có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cho cơ quan thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại điều 196 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa, tạo ra sự khan hiếm giả trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vé hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được nhà nước định giá bán nhằm để thu lợi bất chính thì phạt tiền từ 30 đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nhưng nghị định số 177/2013 NĐ-CP ban hành năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều kiện luật giá khi mặt hàng khẩu trang y tế không thuộc danh mục hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được nhà nước định giá. Bạn đã đeo khẩu trang y tế phòng virus corona đúng cách chưa? Sử dụng khẩu trang y tế đúng cách để đề phòng virus corona, chỉ sử dụng một lần rồi vứt vào thùng rác an toàn có nắp đậy, không tái sử dụng khẩu trang dùng một lần. Khi đeo khẩu trang phải để mặt xanh ra ngoài do mặt xanh có tính chống nước, các giọt bọt nước lớn bắn vào sẽ không thấm vào bên trong. Mặt màu trắng có tính hút ẩm nên quay vào bên trong để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang. Khẩu trang phải che kín cả mũi lẫn miệng. Khi mang khẩu trang tuyệt đối không sờ tay vào vì động tác sờ tay, thậm chí chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh. Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tay, tháo ra cho vào thùng rác an toàn. Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra. Thói quen lấy tay vo khẩu trang lại sẽ lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác cho bàn tay. Rửa tay với xà phòng và nước sạch ngay sau khi vứt bỏ khẩu trang.